Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Tại vườn hoa số 2, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, Sở Công Thương vừa tổ chức khai mạc chuỗi phiên chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng năm 2023. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí nông thanh tùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí trịnh trường huy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể các huyện thành phố cùng đông đảo người dân và du khách với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tổ chức chuỗi phiên trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh năm 2023 với 5 phiên trợ, gồm phiên trợ thứ nhất từ ngày 25 đến 26 tháng 11 tại thành phố Cao Bằng. Phiên chợ thứ hai từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 11 tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Phiên chợ thứ ba từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 12 tại thành phố Cao Bằng. Phiên chợ thứ tư từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 12 tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. Phiên chợ thứ năm từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 12 tại thành phố Cao Bằng. Mỗi phiên chợ được tổ chức với quy mô 18 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống tại các xã thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến từ 9 huyện trên địa bàn tỉnh. Các gian hàng tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tại phiên chợ là các sản phẩm nông sản đặc hữu, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ẩm thực địa phương. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khai mạc chuỗi phiên trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đi tham quan các gian hàng trưng bày. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại nằm trong nội dung tổ chức các hội trợ, triển khai, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 do Sở Công Thương thực hiện. Qua đó làm cầu nối giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình cá nhân người dân tộc thiểu số quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thăm dò thị hiếu người tiêu dùng, từ đó xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Thời gian qua, huyện Nguyên Bình đã tích cực triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về công tác giảm nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững. Kết quả ra suất hộ nghèo cận nghèo năm 2022, huyện Nguyên Bình có gần 4.700 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 51%, hộ cận nghèo trên 1.500 hộ tỷ lệ gần 17%. Từ đầu năm đến nay, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả. ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo cận nghèo, nâng cao thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Các cấp ngành huyện đã tặng trên 3.100 xuất quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo, cận nghèo với tổng giá trị gần 3,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho trên 9.500 lượt hộ, tổng số kinh phí hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động năm 2023 với 113 người tham gia và tổ chức được 26 hội nghị tuyên truyền tuyển dụng lao động cho 911 người tham dự. Hỗ trợ cho 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng số tiền là trên 160 triệu đồng. Tổ chức hai phiên giao dịch việc làm tại thị trấn Nguyên Bình và thị trấn Tĩnh Túc. Đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 650 lao động, đạt 72,2% kế hoạch. Qua triển khai tích cực công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã có sự thay đổi và chuyển biến nhận thức, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Từ ngày 12 tháng 10 đến 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Hào Quảng đã tổ chức 35 lớp tập huấn về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xóm và 21 xã thị trấn trên địa bàn tại hội nghị tập huấn các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề nguyên nhân và hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số thực trạng và giải pháp của hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay kỹ năng phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số các nội dung của luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hòa giải ở cơ sở. Các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng như chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn miền núi. Ngoài ra các đại biểu còn được thảo luận tương tác với các báo cáo viên về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương, để từ đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng phối hợp với câu lạc bộ N2B Football tổ chức khai mạc giải bóng đá thành phố Cao Bằng Serie năm 2023-2024. Giải bóng đá thành phố Cao Bằng Serie A năm 2023, 2024 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Thời gian thi đấu vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2024. Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, áp dụng luật thi đấu 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Đây là mùa giải thứ hai được Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Cao Bằng và câu lạc bộ N2B Football phối hợp tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng và phát triển phong trào môn bóng đá, tạo sân chơi cho các đoàn vận động viên giao lưu học tập và trao đổi nâng cao chất lượng chuyên môn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế chiều 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ, chủ trì hội nghị lần thứ hai của hội đồng với chủ đề tham vấn quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham vấn lấy ý kiến của các thành viên, ủy viên của Hội đồng Điều phối vùng, các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học Đối với bản dự thảo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung chính là quan điểm phát triển và bố trí không gian phát triển, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, xác định các ngành có lợi thế, nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết, phát triển kết cấu hạ tầng liên kết vùng, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định quy hoạch. Về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, bám sát và thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 24 mươi quy tệ ư của Bộ Chính trị, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, bám sát nghị quyết đại hội Đảng Bộ các cấp, kết nối với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, tinh thần chung là kiến tạo phát triển và liên kết vùng, quy hoạch phải mở và vận dụng linh hoạt, không vướng mắc khi có biến động lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, giải quyết được những vướng mắc khó khăn, thách thức, và huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng quy hoạch cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt làm rõ hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và cả những khó khăn, thách thức của vùng. Tầm nhìn chiến lược lâu dài, bám sát thực tiễn và dựa trên ba trụ cột chính, con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Con người là trung tâm, thiên nhiên là nền tảng, truyền thống văn hóa lịch sử là động lực. Về mục tiêu, Thủ tướng đề nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao cho vùng trong những năm tới, đi cùng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực phù hợp, về cơ cấu kinh tế, vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, chia sẻ. Phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch là trọng tâm, phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, công nghệ cao, nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Kết nối kinh tế vùng với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, mang tính bổ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, kết nối với cả nước, kết nối quốc tế với Lào, Campuchia, ASEAN kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Thủ tướng đề nghị các địa phương trong vùng, các bộ ngành, các vùng cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn, tổ chức thực hiện quy hoạch bài bản với các chế tài phù hợp, cơ chế chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt và quản lý thông minh. Từ giữa tháng 10, giá tôm sú, tôm thẻ khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhích lên, giúp bà con phấn khởi khi tái đầu tư. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Tính tới tháng 10 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10, con tôm chỉ mang về 318 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ. Hàng loạt nguyên nhân được chỉ ra như sự cạnh tranh khá khốc liệt về giá bán từ Ecuador và Ấn Độ, giá nguyên vật liệu đầu vào cao, giá logistic không ổn định, doanh nghiệp mất cân đối vốn, khó tiếp cận nguồn vốn vay, rào cản thương mại, kỹ thuật của các nước nhập khẩu sau thời gian dài ngưng sản xuất vì giá tôm rất thê thảm. Hiện nay, người nuôi tôm bắt đầu cải tạo ao và thả giống để đón dịp tiêu thụ cuối năm. Tuy nhiên, bà con cũng không dám đầu tư lớn bởi lo ngại sẽ không có lời nếu giá tôm không tăng. Năm 2023, năng suất tôm được đánh giá là đạt cao so với mọi năm. Tuy nhiên, giá tôm lại xuống rất thấp và kéo dài 10 tháng qua khiến người nuôi tôm chật vật để tìm lợi nhuận. Thậm chí là thua lỗ dù sản xuất khá thành công từ giữa tháng 10, giá tôm sú, tôm thẻ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã nhích lên, giúp bà con phấn khởi khi tái đầu tư. Cụ thể, tôm thẻ tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg, tôm sú tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá tôm thẻ loại 30 con một kg giá khoảng 140.000 đồng 1 kg, tôm sú loại 30 con có giá từ 125 đến 130.000 đồng 1 kg. Theo các thương lái, giá tôm bất ngờ tăng mạnh trong những ngày qua là do thị trường tiêu thụ gia tăng, nhu cầu xuất đi các tỉnh phía Bắc và Trung Quốc tăng bọt, trong khi nguồn cung hạn chế. Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNEID từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là nội dung trong thông tư 66-2023, sửa đổi bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú vừa được Bộ Công an ban hành. Như vậy, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú sẽ được thực hiện bằng hai cách, 1. trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc 2. trực tuyến qua cổng dịch vụ công ứng dụng VNeID. Dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ tài liệu được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc bản sao hoặc bản quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ tài liệu để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó. Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ tài liệu hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp một mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú. Chuyển sang tin quốc tế, nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Đây được coi là dịp để những cá nhân tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại nhiều quốc gia phát động các chiến dịch đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Liên Hợp Quốc và các nước trên thế giới đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống bạo lực gia đình và ban hành nhiều văn kiện pháp lý liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình hiện đã có 89 nước trên thế giới có các quy định pháp luật riêng về chống bạo lực gia đình, 7 nước có luật riêng về bạo lực chống lại phụ nữ. Tuy nhiên, ở khắp nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bạo lực về thể chất, nhất là bạo lực tình dục đối với phụ nữ đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù bạo lực có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em lại là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến và lan rộng nhất. Bản tin 9 giờ mới hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.